Ngay từ đầu, khi chưa được các cơ quan thẩm quyền chấp thuận, chưa được giao cho thuê đất để thực hiện dự án, nhà đầu tư trường Newton đã tự ý xây dựng công trình cao 7 tầng tại lô đất TH2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để phục vụ cho học sinh. Đến thời điểm hiện tại, công trình này vẫn chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Không chỉ có xây dựng không phép Gần đây hệ thống trường Newton lại một lần nữa gây sóng với việc đào tạo hệ giáo dục tiểu học chui tại cơ sở Gomark 136 Hồ Tùng Mậu. Sunrise Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thường. Cụ thể, theo kết luận thanh tra số 5851 KLTTTP văn 5 của thanh tra thành phố Hà Nội về đợt thanh tra toàn diện dự án xây dựng trên ô đất TH2 tại khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Thì khối nhà lớp học và nhà hiệu bộ đã xây dựng xong cao 7 tầng, sai so với quy hoạch phê duyệt tầng trung bình 2,8 tầng. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong khi chưa được Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, chưa được giao cho thuê đất để thực hiện dự án, nhưng bà Lê Thị Bích Dung, nhà đầu tư trường Newton đã tự ý xây dựng công trình cao 7 tầng với diện tích mặt sàn là 2.340m2 và một số hạng mục phụ trợ phục vụ cho học sinh là không đúng quy định chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, không đúng với giấy chứng nhận đầu tư số 11 2100 ngày 3 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009. Điều 111 luật đất đai năm 2013. Nói một cách khác, đây là một công trình vi phạm nghiêm trọng các quy định về xây dựng cơ bản. Thanh tra thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, lô đất TH2 đã được thành phố phê duyệt cho trường Pasca hoạt động, không phải cho trường Newton. Việc phòng giáo dục quận Bắc Từ Liêm phê duyệt cho các trường trong đó có trường tiểu học Newton về hoạt động giáo dục, chỉ tiêu tuyển sinh tại lô đất TH2 mà không kiểm tra xem xét đầy đủ các hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn cơ sở vật chất là chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện cho phép hoạt động giáo dục tại thông tư số 12 2011 tt bgd bt ngày 30 tháng 12 năm 2010. Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, và thông tư số 41 năm 2010 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ trường tiểu học. Trong kết luận, Thanh tra thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm kiểm tra làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân có sai phạm, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với phòng giáo dục quận Bắc Từ Liêm trong việc giao chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định. Liên quan đến vấn đề trên tại phiên họp báo chính phủ tháng 8 thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 9, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trường Newton ở quận Bắc Từ Liêm được xây dựng 7 tầng, 5 tầng có phép, 2 tầng là 6, 7 không có phép. Với tình trạng vi phạm như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và thanh tra thành phố tiến hành thanh tra kiểm tra. Thanh tra bộ xây dựng cũng đã tiến hành thanh tra và cả thanh tra xây dựng của Bộ Xây dựng và Thanh tra Thành phố đã có kết luận về việc này. Trong đó kiến nghị xử phạt hành chính và hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo theo quy định và đặc biệt là đảm bảo an toàn quy chuẩn xây dựng phục vụ trường học. Tuần Châu, điểm đến thiên đường chỉ có xây dựng không phép, gần đây hệ thống trường Newton lại một lần nữa gây sóng với việc đào tạo hệ thống giáo dục tiểu học chui tại cơ sở Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu. Theo các hồ sơ liên quan, tài liệu mà phóng viên có được thì kết luận số 5851 KLTTP P5 của Thanh tra thành phố Hà Nội thể hiện trường tiểu học Isaac Newton hoạt động giáo dục trên ô đất TH2, khu đô thị Cổ Nhuế, Kết luận thanh tra này cũng thể hiện năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra quyết định cho phép chuyển đổi địa điểm hoạt động và giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Newton là 225 học sinh trên 5 lớp, địa chỉ học tại tòa nhà GOMAC 136 Hồ Tùng Mậu. Điều này cho thấy không có trường tiểu học hay cơ sở tiểu học nào được cấp phép hoạt động tại GOMAC City 136 Hồ Tùng Mậu. Tiếp đến tại biên bản họp phụ huynh hồi đầu năm học mới đây, phụ huynh học sinh tiểu học đã nêu câu hỏi yêu cầu xác nhận số học sinh từng cấp dành cho hệ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học 2019-2020 là bao nhiêu. Hiện mỗi khối có bao lớp, mỗi lớp có bao nhiêu bạn? Có đúng với quyết định được phê duyệt hay không? Theo ý kiến của phụ huynh, qua kiểm tra tại website thông tin tuyển sinh đầu cấp thì được ghi nguyện vọng vào nhập học và phần tuyển sinh về trường tiểu học khác không phải trường tiểu học Isaac Newton, cơ sở GoMark, trường tiểu học Newton, cơ sở 2 GoMark, nơi phụ huynh hoàn tất thủ tục đăng ký và đã nộp học phí cả năm. Cũng theo đó, phụ huynh đã gửi thư điện tử tới phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm để hỏi về quản lý của trường tiểu học Newton cơ sở 2 Gomac và được trả lời trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm chỉ có trường tiểu học Isaac Newton tại ô đất TH2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, không có cơ sở 2 là khu đô thị Gomac Hồ Tùng Mậu. Đến đây, dư luận hoàn toàn có quyền đặt ra câu hỏi về việc cố tình làm trái các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hoạt động giáo dục như vậy, liệu có xứng với người làm giáo dục? có xứng đáng để đào tạo, dạy dỗ các thế hệ tương lai của đất nước. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo Bắc Từ Liêm nói riêng và quận Bắc Từ Liêm nói chung như thế nào khi để những sai phạm mang tính hệ thống của trường Newton kéo dài?